Thương Ngày Nắng Về đang là một trong những bộ phim được quan tâm và có lượt xem cao dạo gần đây. Nữ chính của phim là Huyền Ly Di, vai con gái thứ hai Vân Trang có số phận không may mắn. Trái ngược với nhân vật, bên ngoài cô nàng lại có gu thời trang thanh lịch, diện toàn hàng hiệu lên người. Mới đây, nữ diễn viên trình làng bộ ảnh mới, check-in địa điểm siêu hot của giới trẻ Hà Thành, thời gian gần đây là ga tàu điện ngầm Cát Linh Hà Đông. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng địa điểm này đã trở thành một trong những nơi sống ảo thu hút rất nhiều bạn trẻ. Tại đây diễn viên chọn một set vest cách điệu họa tiết caro với kiểu dáng được may mềm mại. Phần quần ống suông khéo hách dáng giúp người đẹp có đôi chân dài không kém các nàng hậu. Cô nàng khoác ngoài chiếc blazer dáng dài có họa tiết đồng điệu và sử dụng mắt kính đen tạo sự cool ngầu. Điểm nhấn của trang phục là mẫu Chanel Gabrielle Small Hobo Bag có giá hơn 110 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Huyền Ly Di khiến người hâm mộ trầm trồ về thời trang nặng mùi tiền của mình. Dù chọn outfit thường ngày hay dự sự kiện, mỹ nhân cũng khéo kết hợp các item đắt đỏ để nâng tầm sang chảnh. Lần khác, cô diện chiếc váy trắng xòe đơn giản với điểm nhấn ở phần tay vùng điệu đà và phối cùng chiếc Gen 6 Exclusive Medium Wang Lockback đến từ nhà mốt Alexander Wang có giá 20 triệu đồng. Bên cạnh việc là một người nổi tiếng, một diễn viên của khán giả truyền hình Huyền Ly Di còn được biết đến với tư cách là một doanh nhân tài giỏi và xinh đẹp. Khi đi khai trương những đứa con tinh thần của mình, cô nàng xách chiếc Hermes 2020 Brion Kelly 32 Highway Bag có giá sấp xỉ 630 triệu đồng. Nhìn hình ảnh này, netizen khẳng định diễn viên Thương Ngày Nắng Về là tay chơi hàng hiệu của Beast. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.